Rạng sáng ngày 10 tháng 6, một đám cháy xảy ra tại khu phố Tây, tỉnh Khánh Hòa làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 20 phút cùng ngày, người dân phát hiện có khói lớn và lửa bốc lên từ căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, liền báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lửa cháy lớn và lan sang căn nhà bên cạnh. Lực lượng chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi tiếp cận hiện trường và phát hiện trong nhà có nhiều người, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu được 3 trẻ em ra khỏi căn nhà bị cháy. Công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hẹp, hẻm nhỏ, nhà kín không có đường thoát hiểm. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Các nạn nhân được xác định là cụ ông 70 tuổi và 2 cháu nội gồm một cháu 8 tuổi, một cháu 5 tuổi. Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.